Tại trường bắn thuộc huyện Ia Hleo, tỉnh Đắk Lắk, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 đã chỉ đạo Sư đoàn 10 tổ chức diễn tập chiến thuật hiệp đồng quân binh chủng ngoài thực địa có bắn đạn thật. Sau khi nhận lệnh chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, Sư đoàn 10 đã tổ chức cho đơn vị thực binh hành quân hơn 200 km trong thời gian 15 ngày, bảo đảm an toàn bí mật. Lực lượng tham gia bắn đạn thật là Tiểu đoàn Bộ binh 6, Trung đoàn Bộ binh 24, Sư đoàn 10 Quân đoàn 3 và một đại đội của Lữ đoàn Tăng thiết giáp 273 Quân đoàn 3. Lực lượng phối thuộc bao gồm một đại đội cối 100, một đại đội SPG-9, một đại đội súng máy 12-7 của Trung đoàn Bộ binh 66. Lực lượng chi viện gồm Lữ đoàn Pháo binh 40, Lữ đoàn Phòng không 234 Quân đoàn 3 và trực thăng vũ trang của Trung đoàn 930, Sư đoàn Không quân 372, Quân chủng Phòng không Không quân. Chúng tôi hiệp đồng chặt chẽ giữa các bộ phận, đặc biệt là giữa bộ binh và xe tăng. Lực lượng pháo binh chi viện thì đúng theo các cái phương án bắn và đảm bảo tiêu diệt trúng mục tiêu. Tình huống giả định đặt ra, Tiểu đoàn Bộ binh được tăng cường binh khí kỹ thuật tiến công địch phòng ngự ở địa hình rừng núi, kết cấu thành các giai đoạn, hỏa lực chuẩn bị mở cửa đánh chiếm đầu cầu, các lực lượng pháo binh xe tăng bắn dồn dập mục tiêu, các lực lượng thực hành xung phong đánh chiếm mục tiêu, bộ binh đánh chiếm đầu cầu vượt cửa mở, lực lượng đột kích 1 và đột kích 2 phát triển chiến đấu, tiếp tục tiêu diệt địch co cụm. Mặc dù địa hình rừng núi rộng, song các đơn vị đã phát huy được thế mạnh của từng loại vũ khí với nguyên tắc hỏa khí phân tán, hỏa lực tập trung để triển khai nhịp nhàng đội hình chiến đấu. Đơn vị tôi tổ chức diễn tập cơ bản là kết quả đạt tốt. Qua cuộc diễn tập này thì giúp tôi rèn luyện được sức khỏe, ý chí và kiên cường trong thời gian thực hiện nhiệm vụ sắp tới. Quân đoàn 3 chúng tôi đã lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt cho tất cả các đơn vị trong quân đoàn huấn luyện theo từng cấp độ dịch, làm sao vừa huấn luyện nhưng mà vừa phòng chống dịch tốt. Chính vì vậy, các cuộc diễn tập năm 2021 của quân đoàn đạt được kết quả tương đối tốt. Về chiến thuật cho chúng tôi đánh giá đạt khá, về kỹ thuật đạt giỏi, nhất là các mục tiêu hỏa lực của quân đoàn, hỏa lực của các sư đoàn đều bắn trúng mục tiêu. Sau hơn 1 giờ chiến đấu, với sự phối hợp hiệp đồng chặt chẽ của bộ binh, xe tăng, phòng không, pháo binh và không quân, Tiểu đoàn 6 đã tiêu diệt toàn bộ lực lượng địch phòng ngự, giữ vững trận địa chiến lũ. Cuộc diễn tập góp phần nâng cao trình độ chỉ huy của cán bộ các cấp, sự phối hợp hiệp đồng nhịp nhàng giữa các lực lượng và khả năng vận dụng kỹ thuật, chiến thuật trong chiến đấu tiến công địch phòng ngự ở địa hình rừng núi.